Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món chả lụa chay. Thì chả lụa chay á, những cái công đoạn nó làm thì cũng đơn giản, không có khó. Nhưng mà quan trọng á, làm sao để mình biết cách chế biến cái tàu hủ kỳ á, giúp cho cây chả của mình khi hấp chín nó sẽ chắc nè, nó kết dính, nó không có bị rời ra. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả lụa chay với Diễm nha. Ở đây Diễm có hai gói tàu hủ kỳ, thì mỗi gói là 150g, Diễm mua ở tiệm Việt bên đây. Mình nên lựa cái loại mà thành từng miếng mỏng như vậy thì Diễm thấy nó ngon hơn. Mình sẽ cho hai gói tàu hủ kỳ ra một cái thau to hoặc cái mâm như Diễm nè. Và bây giờ mình cho nước ha, nước nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh, và mình ngâm trong vòng 30 phút. Mình nên lấy cái gì nặng nặng mình đè lên giúp cho cái tàu hủ kỳ nó ngập trong nước ha. Như vậy thì nó mới mau mềm. Sau 30 phút hoặc là mình có thể kiểm tra, mình thấy là cái tàu hủ kia của mình nó đã nở và nó chuyển sang cái màu đục như vậy. Đó, mình rồi mình thấy rất là mềm thì lúc này mình sẽ vớt ra cho nó ráo ha. Thì tàu hủ kia có những chỗ nó có những cái giống như là nó thun lại lên nó cứng đó. Cái này thì mình bỏ đi ha, mình không có dùng. Sau đó mình sẽ xả lại nước mát á, và mình rửa lại cái tàu hủ kia này từ 2 cho tới 3 lần. Mình rửa sạch á, thì mình thấy nó sẽ rất là thơm. Đó, mình nhìn thấy cái nước trong á, như vậy là được. Thì mình vớt ra mình vắt cho nó ráo ha. Nếu mà mình dùng tàu hủ kia tươi á, thì mình cũng nên rửa lại như vậy nha. Sau đó Diễm sẽ đông ra 2 lít nước. Và mình pha muối vào đây. Để mình rửa lại cái tàu hủ kỳ trong nước muối á, thì Diễm dùng 20g. Muối sẽ giúp cho cái tàu hủ kỳ á, nó chắc hơn, nó dài hơn, nó không có bị bở. Khuấy cho muối tan đều và mình cho tàu hủ kỳ vào á, mình bóp trong cái nước muối này khoảng 1 phút. Sau 1 phút á, thì mình sẽ dắt cho nó thiệt là ráo nước ha. Lúc trước Diễm có mua một cái loại tàu hủ kỳ mà giống như là nó thành từng cây á. Cái đó thì Diễm thấy nó rất là lâu mềm á, ngâm cả đêm nhiều khi cũng không mềm luôn. Để ở đây bây giờ Diễm bắt một cái nồi lên bếp. Diễm cho vào 2 lít nước. Và một muỗng cà phê muối nở hay còn gọi là thuốc tiêu mặn sẽ giúp cho cái tàu hủ kỳ mình nó mềm hơn. Còn nếu mà mình không làm cái giai đoạn này thì mình hấp rất là lâu. Có khi là mình hấp lâu nhưng mà cái chả của mình nó cũng không kết dính luôn. Mình sẽ nấu cho cái phần nước này nó sôi lên ha. Khi mà nó sôi á, thì mình sẽ cho cái phần tàu hủ kỳ vào, mình chần sơ. Và Diễm lưu ý là khoảng 20 cho tới 30 giây thôi nha, đừng có lâu. Khi mà mình thấy nó vừa chuyển sang cái màu trắng nhạt á, là mình nhắc khỏi bếp liền. Tại vì nấu lâu thì nó sẽ bị nhừ ra thành giống như là tàu hủ luôn á. Đó, như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp. Và mình đổ liền ra một cái rổ hoặc một cái rây nha. Và mình sẽ trộn lên cho nước nó nhanh thoát ra đó. Như vậy thì cái miếng tàu hủ kia của mình á, nó sẽ được làm mềm nhưng mà vẫn giữ được cái độ dai và chắc. Đó, nhìn kỹ thì nó là như vậy nha, chuyển sang cái màu trắng nhạt như vậy nè. Và mình cầm mình thấy nó có độ dai chắc lắm nhưng mà vẫn mềm. Để ở đây cho ráo, bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái baro. Mình sẽ sử dụng cái phần trắng của cây baro ha. Còn nếu mà mình không ăn thì mình không dùng cũng được. Nhưng mà Diễm thấy có cái này, cái chả của mình nó thơm ngon hơn nhiều. Thì Diễm sẽ sử dụng là 30g, mình cắt nhỏ ra. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp á, Diễm cho vào một muỗng canh dầu ăn. Mình cho cái phần baro đã cắt nhỏ vào luôn. Và bật bếp lên á, mình sẽ xào ở cái lửa trung bình ha. Đầu tiên mình có thể bắt lửa lớn cũng được, sau mình chuyển xuống lửa trung bình cho tới khi mình thấy nó hơi vàng như vậy nè, là mình nhắc khỏi bếp. Tàu hủ kỳ sau khi để ráo nước thì bây giờ mình mang đi nêm nếm. Thì đầu tiên á, Diễm cho vào 8g muối, 15g đường, 8g hạt nêm nấm và 3g tiêu hạt. Thì tiêu nguyên hạt á, sau đó Diễm dùng cái chày á, Diễm giã ra cho nó nát như vậy nè. Đừng có nhuyễn quá thì cũng không ngon ha. Diễm thấy như vậy thì mình ăn trúng hạt tiêu ngon lắm.
Mình cho phần Baro đã phi thơm vào luôn và mình trộn lên cho thật là đều luôn nha. Dùng tay cũng được, dùng cái đồ phi bột như Diễm cũng được, quan trọng là phải trộn cho nó thiệt là đều để nó thấm vào cái tàu hủ kia á. Và mình sẽ để ở đây cho nó nghỉ 15 phút. Sau 15 phút ấy, thì cái tàu hủ kia khi mình cho muối và đường thì nó sẽ ra nước ha. Vì vậy mình sẽ dắt bớt cái phần nước ở đây ra. Thì cái trên mặt nó khô, nhiều khi không có nước nhưng mà cái phần dưới nó nước nhiều lắm đó, Diễm dắt ra như vậy. Thì sau khi dắt xong Diễm cân lại là 800g nha. Mình sẽ đi gói chả luôn. Thì Diễm có một cái túi ni lông này, nó có cái kích thước là 16x30cm ha. Và 800g thì mình chia ra được hai cây chả, mỗi cây là 400g. Mình có thể cân hoặc là mình chia làm hai phần bằng nhau cũng được. Túm cái túi lại và mình cứ khỏ xuống cái mặt phẳng như vậy nè, giúp cho không khí trong cái túi nó thoát ra ngoài. Mình dùng tay mình chia đều ở hai cái góc của cái túi đó. Đó, rồi mình ép cho thật là chặt ha, ép cho cái không khí trong cái túi nó ra hết thì cái cây chả của mình nó sẽ chắc. Sau đó mình quấn lại. Mình để ở đây cho nó nghỉ khoảng 15 phút cho cái cây chả nó kết dính á, rồi mình mới mang mình đi gói lá chuối hoặc là dùng giấy nướng bánh. Thì hôm nay Diễm chia sẻ cách dùng giấy nướng bánh, thì Diễm có cái tờ giấy này nó có kích thước là 37x42cm và mình gấp lại làm đôi ha. Cái giấy này thì nó cắt nó bán sẵn luôn để nướng pizza đó. Sau đó mình sẽ lấy cây chả ha, mình lấy ra và mình để ở cái một đầu của cái tờ giấy nướng bánh và mình cuốn lại. Lưu ý là mình cuốn chặt tay nha, đó, một tay vịn và một tay cuốn. Rồi sau đó mình cũng túm một đầu lại như là cách gói bánh tét thôi. Thì cái giấy nướng bánh nó sẽ hơi khó hơn là lá chuối tí xíu nhưng mà vẫn làm được. Nếu mà mình muốn coi cái cách gói tỉ mỉ hơn thì mình coi video cách gói bánh tét của Diễm ha. Cái này thì Diễm cắt bớt video cho nó ngắn. Rồi mình cũng lấy hai cái tờ giấy đó có kích thước là 5x20cm để mình bịt hai đầu lại. Sau đó mình sẽ dùng một cái sợi thun á, mình cột lại để mình định hình và mình làm y như vậy cho cái đầu ở dưới luôn. Sau khi định hình bánh xong á, thì mình cũng mang mình đi cột dây, thì cái cách cột dây Diễm cũng đã có chia sẻ rồi, vì vậy Diễm không có quay lại ha. Mình muốn coi thì mình coi ở video bánh tét hoặc là cái video chả hoa, Diễm cũng có chia sẻ. Mình chỉ cần lưu ý là mình siết cho nó hơi chặt tay tí xíu thôi nha, đừng có quá chặt, thì tại vì cái này là giấy nướng bánh á, khi mà mình hấp có thể nó bị rách. Khi mà cột dây xong rồi thì mình nang đi hấp, nước thật là sôi á, mình cho cái sửng hấp lên. Và cái này á, Diễm lưu ý là mình phải hấp ít nhất á, là từ 2 tiếng rưỡi cho tới 3 tiếng, Diễm thấy là nên hấp 3 tiếng ha. Diễm cũng đã thử hấp 1 tiếng á, thì chả nó cũng ngon, nhưng mà khi mình cắt ra nó sẽ bị bể ra đó, nó không có cái độ kết dính. Đây là chả sau 3 tiếng nè. Mình lấy ra thì lúc lấy ra mình rờ mình sẽ thấy nó rất là mềm. Đó, bây giờ mình để cho nó nguội ha. Khi nó nguội thì cái cây chả nó sẽ teo lại, nó săn lại đó, thì nó sẽ chắc hơn. Bây giờ là hơn 11 giờ đêm rồi, vì vậy Diễm để ở bên ngoài luôn, sáng hôm sau Diễm sẽ mở ra. Nếu mà mình gói bằng lá chuối thì Diễm nghĩ nó sẽ chắc hơn. Và mình nên cột thiệt là chặt tay ha, tại vì lá chuối nó co giãn tốt hơn là cái tờ giấy nướng bánh. Đó, mở ra nhìn rất là hấp dẫn và thơm lắm. Mình rờ thì mình thấy nó có cái độ đàn hồi ha, chứng tỏ là nó rất là dai. Để Diễm cắt ra thử. Chả này khi nguội thì mình cứ gỡ giấy nướng bánh ra và mình bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, bảo quản trong tủ lạnh được rất là lâu nha, hoặc là trong tủ đông đá cũng được. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món chả lụa chay. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.